Xin chào tất cả mọi người, lại là Như Ý đây. Và hôm nay Như Ý lại ngồi lên để giải quyết một cái vấn đề vô cùng nan giải mà hồi đó giờ mình đã đầu tư rất là nhiều tác động ngôn từ lẫn tác động vật lý, như là chổi nè, dây nịt nè, dép, chảo nè, gió bới cơm của ba má mình để có thể thức tỉnh và thành công. Đó chính là dậy sớm. Thì mình đã từng cảm thấy rằng là dậy sớm là một cái điều nó rất là bình thường. Tại vì hồi cấp 2 khi mà mình còn học đội tuyển bước rút qua trường chuyên á, thì mình cảm thấy cái việc này nó là một cái điều thiết yếu rồi mọi người. Một ngày mình học 9 tiết, học xong rồi học bồi dưỡng tới 7 giờ tối xong về nhà, xong rồi cơm nước xong xuôi gì đó, xong cái mình học bài ở trường tới tầm 10 giờ tối, rồi học đội tuyển tiết tới 11:30 mới đi ngủ. Và bằng một thế lực thần kỳ nào đó mà sáng 3 giờ sáng mình vẫn có thể dậy để hoàn thành hết mấy cái đề văn trong một cái cuốn sách tuyển sinh 10 mà 100 mấy chục trang, và trong vòng 3 tiếng đó mình đã làm hết. Và 6 giờ mình đi học nộp bài lên cho cô chỉ vì muốn lượm cái top 1 và một ly trà sữa kem chi gì đó, mặc dù mình chả thích cái đó chút nào. Lên cấp 3 thì do môi trường học tập của mình nó không có được cạnh tranh lắm, và kiểu vừa vào lớp 10 thì mình được thủ khoa, xong rồi học kỳ đầu tiên của lớp 10 thì mình được top 1 của trường, và cái bạn top 2 của cái khối mình nó còn thua mình tới 0,7 điểm lận. Do vậy mình còn được mời vào đội tuyển vật lý, đội tuyển tiếng Anh, đội tuyển toán, được các thứ nữa, nên mình thấy game này cũng dễ, chả cần cố gắng gì mấy cũng thành công á. Xong với cái đáp tự cao như vậy thì chắc hẳn rằng là mình sẽ bỏ bê rồi dậy trễ này kia đồ các thứ đúng không? Nhưng no, bằng một thế lực thần bí nào đó mà mình vẫn có thể gọi là dậy sớm rất là bình thường luôn, kiểu tầm 4-5 giờ gì đó thôi, chứ cũng không có gắt như hồi học chuyên, nhưng mà nhìn chung cũng miễn cưỡng là sớm. Mà nếu như mà mọi chuyện nó đã diễn ra bình thường như vậy thì đã không có cái video này. Thì cái plot twist nó bắt đầu ở chỗ này nè. Kiểu vào lớp 11 mình thi lý cấp tỉnh, và lớp 12 thi trung học phổ thông quốc gia, thì mình cũng đã nghĩ rằng là mình cần phải ép bản thân mình dậy sớm trong những khoảng thời gian này để có thể gọi là học được nhiều nhất. Và cái lúc này á thì đối thủ cạnh tranh của mình cũng bắt đầu gọi là học giỏi hơn rồi, và họ cũng đang bắt đầu gọi là ngấp nghé cái vị trí của mình rồi, nên mình nghĩ là mình cần phải dậy sớm để học hơn nữa và giỏi hơn nữa. Thì đáng lẽ ra là mình phải nên dậy sớm để học giống như mấy cái năm trước kia, nhưng mà ngạc nhiên là mình không có làm được như vậy. Tự nhiên cái dậy luôn, không biết sao nữa. Kiểu lúc đó mọi người, mình ngủ tầm 10 tiếng một ngày, và mình phải nhờ tác động ngôn từ lẫn tác động vật lý của má mình để cơ thể thức dậy. Và mới đầu mình cũng nghi ngờ nhân sinh dữ lắm, kiểu hỏi bản thân tại sao mình lại như vậy luôn. Và mãi sau này mình mới nhận ra được là năm cái điều sau đây là những thứ tác động đến cái quá trình dậy sớm của mình, và nó khiến cho cái quá trình dậy sớm của mình nó không có bình thường như trước nữa. Đầu tiên là khác với hồi cấp 2 và lớp 10, thì ở năm lớp 12 mình đã đặt ra quá nhiều mục tiêu cần phải hoàn thành, và quá nhiều kỳ vọng cũng như là quá nhiều nhiệm vụ trong một cái buổi sáng sớm. Thì mình đã từng nói với mọi người trong một cái video trước đó là khi mà mình muốn làm một cái việc gì đó thì mình cần phải tích lũy đủ năng lượng và dồn hết suy nghĩ cũng như là chất xám cũng như là nỗ lực của mình vào cái mục tiêu đó. Nên là nếu mà xét ra thì trong cái năm lớp 12 đó của mình thì toàn bộ năng lượng của mình đều đã bị phân tán ra cho các mục tiêu, cho các kỳ vọng cần phải hoàn thành cho một cái buổi sáng, chứ cái trọng điểm ở đây nó không hề nằm ở cái mục dậy sớm. Nên khi mà cái chuông báo thức nó reo lên thì mình nghĩ rằng là giờ mình mệt quá ngủ thêm miếng nữa đi, sao ngoài tí làm xong deadline cũng được mà, không thì thức đêm bù có sao đâu. Và sau khi cái não bộ của mình nó đã dàn xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ để mình có thể hoàn thành được cái mục tiêu là done hết tất cả các task trong ngày, thì mình đã có thể gọi là yên tâm ngủ ly mì tới 7 giờ. Nhưng nếu như mà mình chỉ đặt mục tiêu của bản thân là dậy sớm, giúp chỉ dậy sớm thôi, không phải là dậy sớm để đọc sách, không phải là dậy sớm để giải đề, không phải là dậy sớm để chạy deadline trễ, cũng không phải dậy sớm để tập thể dục, đơn giản chỉ là dậy sớm thôi, thì cái to do list của mình nó sẽ như thế này. Thì khi mà báo thức reo á, nếu mà mình không dậy sớm thì cả ngày hôm đó mình sẽ không bao giờ tích được vào cái mục ở trên này, cái mục vô cùng khó chịu ở trên này nè. Thì cái đó mới là cái động lực để khiến mình dậy sớm. Với lại dậy sớm nó đã là một cái thói quen rất là khó rồi, nên là nếu mà mình còn combine thêm nhiều thói quen khó khác nữa mà vốn dĩ mình chưa làm được, ví dụ như là đọc sách, giải đề, học bài gì đó, thì dĩ nhiên là nó không có thành công được rồi mọi người. Ví dụ như là dậy sớm đọc sách, dậy sớm giải đề, dậy sớm học bài, dậy sớm học thêm ngôn ngữ mới gì đó, thì chúng ta thường có xu hướng đặt ra những mục tiêu như vậy đúng không? Dù là trước đó tụi mình chưa hề có thói quen học đọc sách nhiều, chưa hề có thói quen học ngôn ngữ mới, cũng như là học tập và làm việc với cường độ cao mà không nản, không chán. Thật lòng mà nói là cái cách đặt mục tiêu như vậy nó khá là thất bại, giống như mình hồi năm lớp 12 á mọi người. Trong khi á là hồi cấp 2 và hồi lớp 10 thì mình đơn giản chỉ là dậy sớm với một tinh thần khá là thoải mái thôi, không áp lực thứ hạng, không này kia, không gì hết. Sau khi dậy sớm thấy rảnh rang quá rồi mới đi mò qua mấy cái thứ khác như là đọc sách và làm bài. Và đương nhiên hai thứ này là mình đã có thói quen từ trước rồi, chứ nó không phải là một cái thói quen mới tanh mà mình chưa từng đụng tới, nên cái việc dậy sớm lúc đó nó rất là dễ. Nên để sửa vấn đề này thì mình thường sẽ xây dựng thói quen dậy sớm bằng một cách như sau. Thứ nhất, thay vì mình dậy sớm để học bài thì mình sẽ dậy sớm để xem phim, dậy sớm để đọc truyện, dậy sớm để chơi game, hay dậy sớm để lướt Facebook, hay là làm những cái trò giải trí khác mà bình thường mình không có được làm.
thì so với cái việc dậy sớm để làm những điều mình ghét như là học bài, hoàn thành task gì đó, thì dậy sớm để làm những điều mình muốn, làm những điều mình thích thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, đúng không? Nên là thay vì mình chạy deadline xong và tự hưởng cho bản thân bằng cái việc lướt điện thoại tới 2-3 giờ sáng xong cuối cùng dậy trễ, thì mình sẽ dời cái việc lướt điện thoại đó lên sáng sớm và ngày hôm sau, kiểu vừa lướt điện thoại và vừa có thể rèn luyện thói quen dậy sớm. Và sẽ có một ngày mình sẽ thấy cái việc lướt điện thoại của mình nó chán quá và mình sẽ nhanh chóng nhảy qua mấy cái thói quen làm mạnh kia thôi. Yếu tố thứ ba mà mình nghĩ là cần có để có thể xây dựng nên một cái thói quen dậy sớm một cách đều đặn và thường xuyên, đó chính là cạnh tranh và có đồng bọn. Thì bản thân mình là một con người khá là hiếu thắng và cộng thêm cái nết vô cùng ghét cái việc số dư tài khoản của mình bị hao hụt với những cái khoản chi vô lý, thì mình đã combine hai cái nết thấy ghét này lại với nhau và lợi dụng tụi nó để có thể dậy sớm hơn. Thì để làm được điều này, mình đã rủ mấy bạn của mình chơi một trò chơi dậy sớm và mình sẽ track nó trên một cái Notion sheet như thế này. Thì kiểu bạn nào dậy sớm được nhiều ngày nhất và ghi được nhiều điểm hơn thì thắng, rồi cuối tháng ăn thấp nhất thì bán 200k. Còn tụi mình sẽ chơi theo một cái luật như sau: kiểu một ngày mem nào mà dậy sớm nhất thì sẽ check điểm cho bản thân mình trước, sau đó bóc điện thoại lên gọi cho mấy đứa còn lại. Còn cái việc mà những đứa còn lại có dậy hay không là cái chuyện của tụi nó, dậy trễ thì thấp điểm hơn, gán chỉ đụng tới tiền bạc, cạnh tranh hay là hứa hẹn này kia các thứ, đụng cái gì mà tới lợi ích của bản thân cái tỉnh ngủ liền à, nên là mọi người cứ thử đi. Và ngoài ra mình cũng không hề bắt ép bản thân là kiểu phải dậy một cái giờ cụ thể là 3 giờ sáng, 4 giờ sáng gì hết, nên là cái hệ thống điểm mình cũng có khá là nhẹ nhàng và không có quá khắt khe, kiểu dậy sớm nhiều thì điểm càng nhiều, dậy càng trễ thì điểm càng ít. Ví dụ như là nếu mà mình dậy được từ tầm 3 giờ tới 4 giờ trong cái khoảng thời gian đó thì mình sẽ được 5 điểm. Rồi nếu mà mình dậy được từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi thì mình sẽ được 4 điểm. Rồi điểm nó sẽ giảm dần tới khoảng thời gian cuối cùng là 5 giờ rưỡi tới 6 giờ. Nếu mà mình dậy trong khoảng thời gian đó thì mình sẽ được 1 điểm. Và nếu mà trễ hơn nữa thì không có điểm nào hết. Nên là nếu mà bữa đó mình có lỡ ngủ quên thì nó cũng không có đến nỗi mà không có điểm nào mọi người. Nên là thành ra mình cũng đỡ ghét cái việc dậy sớm một tí. Yep, và nhờ cái Notion này mà mấy ngày vừa qua số cuộc gọi nhỡ của mình nó đã tăng hơn bao giờ hết. Và nhờ đó mình cũng đã dậy sớm dễ hơn. Và cá nhân mình thấy cái này nó xịn hơn là cái báo thức lỏ với cái âm thanh khó chịu này của nó. Kiểu khi mà mình hứa hẹn với một người khác rồi đó thì tự nhiên cái uy tín của mình nó cũng nằm trong đó luôn. Kiểu nếu mà mình bùng kèo thì nó cũng quê lắm mọi người. Nên là nó có nhiều yếu tố combine lại với nhau khiến cái phương pháp này cũng như là cái template này nó trở nên hiệu quả đối với mình. Nên mình thấy cái này hiệu quả và mình share lại cho mọi người. Và hy vọng là nó cũng có thể đem lại cái hiệu quả tương tự với từng bạn khi mà xài template của mình ha. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video và chúc mọi người có thể xây dựng thói quen dậy sớm thành công nhé. Bye bye.